Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu địa hình mountain bike, thương hiệu đến từ châu Âu, Skinnership, model TM205 với cái tông màu đỏ đen. Bây giờ xin mời mình giáo của chiếc xe. Vâng, model mẫu xe là Skinnership bike, các bạn trên mạng tìm hiểu thêm. Đây cũng là một cái mẫu đầu tiên về cửa hàng bên em. Thì trong hình ảnh xe trong Google, rất là nhiều website chính hãng của Skinnership. Thì em sẽ vào một cái trang chủ chính hãng của Skinnet đó nhé, skinnetbuy.co.uk. UK là Anh đó nhé. Đây một trang chủ của Skinnet UK đây đó nhé. Một trong những cái model mà mẫu mã sử dụng rất là nhiều trên thị trường châu Âu. Có thể vào đây để tùy chọn những cái dòng xe Skinnet, nhất là mẫu dòng địa hình road bike. Vâng, chúng mình bắt đây là cái mẫu Skinnet với cái tông màu đỏ đen, được sử dụng rất là nhiều rộng rãi trên đường châu Âu. Thì đây cũng là một những cái model đầu tiên về cửa hàng bên em. Mẫu model của TM205 sử dụng với tông màu rất là sport nhé, tông màu rất là nổi, tông màu đỏ đen rất đẹp, thiết kế theo mang phong cách hiện đại. Sau sử dụng với khung nhôm, lớp sơn lì rất đẹp nhé, sơn lì màu đỏ kết hợp với tông màu đen. Khung sơn thiết kế hiện đại, sẽ đi qua lớp sơn nó sơn zin, xe nó rất là đẹp. Và đặc biệt mẫu Skinnet này thì người châu Âu sử dụng rất là rộng rãi, phù hợp với mọi người lứa tuổi đều đi được. Các bác có thể lên trên mạng để tìm hiểu thêm về mẫu Skinnet TM205. Khung thiết kế theo một cái đường vòm bên trên, giúp cho bộ đuôi đằng sau và khung bám rất chắc chắn. Cổ cốt ki đông chính hãng của Ulo, cổ cốt ki đông nhôm 601. Cổ cốt thì theo cái phía phù hợp với đằng trước cho các bác, ghi trên mọi địa hình rất là phù hợp. Sao sử dụng với bên tay bấm xả chính hãng của Shimano Alivio 9 tầng lip và cũng có chứa cục phanh dầu thì được của Shimano. Tay lấm mút, lấm mút chính hãng nhé, rất là êm. Bên phải em là tay bấm xả chính hãng của Shimano 3 tầng đĩa và cục phanh sau, cục phanh dầu thì được của Shimano. Xe còn rất là mới, đằng trước có biểu tượng logo khắc biểu tượng là Skinnet, bên ngoài là silicone. Càng nhôm Skinnet, và xe sử dụng với vành cặp, vành Mayer bạc đạn chính hãng của Mavic luôn nhé, một thương hiệu cao cấp chuyên sản xuất Mayer bánh xe đạp, những xe đạp thể thao cao cấp, vành Mayer chính hãng của Mavic, xe cao cấp, căm dẹp, căm lá hè, sử dụng lốp kích thước lốp 26 x 1,95, lốp Maxxis. Bộ khung rất đẹp, cái tông màu đỏ đen rất nổi, dành cho bác tôi thích những tông màu đỏ đen. Cọc yên nhôm, yên lắp đi MTB, yên có yên hiệu chuyên dành cho xe đạp và địa hình, biểu tượng logo nổi, còn rất là đẹp. Sử dụng với gạt đĩa Shimano Alivio, đùi đĩa Shimano Alivio, đùi đĩa chụp rỗng, củ đề sau là củ đề Shimano Alivio, trang bị với 9 tầng lip, lip xích còn rất là mới, xe rất là ít sử dụng nhưng mà xe rất là đẹp lắm nhá. Mayer vành chính hãng của Mavic, Mayer vành Mavic nhá, cầm lái hẻ, lốp đằng sau sử dụng cũng là lốp Maxxis. Bây giờ chúng ta cho đứng ở khung xe. Vâng, cho các đứng ở khung xe là size 45.
chiều ngang khung là size 54. Thế các bác bắt đầu mét 6 đến mét 7 đi vừa. Xa trang bị với cả rút Simolo Alivio 9 tầng lip, đêm lip đây. Lip xích còn rất là mới. Thú lip. Bên phải em là đùi đĩa Simolo Alivio, đùi trụng rỗng, đúng đĩa, lên đĩa. Rất là bon. Sử dụng với may vành tập chính hãng của Mavic. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe Mountain Bike Skinhead model TBM 205, trang bị với vành cặp chính hãng của Mavic, và xe giá tốt bên em là 7.9 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác nào có tâm hệ qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký theo dõi kênh. Còn hẹn các bác trên ngày mai.